Ok, lâu chúc các bạn, mình là Subi đây. Hôm nay là mình sẽ tiếp tục vào Free Fire Server Thái Lan để leo rank từ chiến với các bạn. Vậy tại là rank từ chiến chỉ còn có vài ngày nữa là reset rồi này các bạn ơi. Vậy tại là mình có huyền thoại 1 sao chơi này. Trời ơi, mình tính là mùa này mình leo lên thách đấu nhưng có vẻ là không kịp rồi ấy, bởi vì là mình quá là nhiều việc với cả khá là bận ấy các bạn. Leo Việt Nam đã rất là khó rồi. Bên này mình nên là mình không có nhiều thời gian leo ấy các bạn. Trời ơi. Rồi sao, chắc là hẹn 1 sao mình sẽ leo thách đấu với server Thái Lan nhá. Và ok, thì tại là mình đã nạp 3000 kim cương vào trong server Thái Lan rồi này. Để làm gì? Để mình sẽ quay một cái skin đa ra bắt bên server này, đó chính là X18 Ga Hoàng Hốt đấy các bạn ơi. Một skin nhìn rất là thú vị luôn nha, rất là buồn cười luôn ấy. Kiểu hình con gà nó bị cầm cái đít vào cái gì đây nè. Và đây khẩu X18 có chỉ số đó chính là tăng 2 tốc độ bắn và tăng 1 xuyên giáp và tăng băng đạn và có cả hiệu ứng nè, hiệu ứng tiêu diệt là có hình cái đuôi gà, hiệu ứng nâng cấp gì đấy. Ui, một cái hiệu ứng xuất hiện cái khẩu súng rất là đẹp đấy các bạn ạ. Thủ tí hạ gục nữa nè. Úi giời ơi. Có gì đâu, vẫn như thế mà. Và để đổi được skin này sẽ mất 120 huy hiệu nha. Và đây có cái lựu đạn trứng nữa nè. Ui, như nãy nhờ. Tôi chắc là mình sẽ lấy khẩu súng tôi đi, bởi vì là kim cương PC này khá là đắt đấy các bạn ạ. Mình vừa nạp 800k được có gần 3, được có hơn 3 kim cương thôi ít. Trời ơi, PC này nạp đắt điên luôn á. Ui, thầy bắn đạn luôn này. Ui, vãi. 15 được có 4 huy hiệu, 5 cái huy hiệu này các bạn. Trời ơi. Ui, từ để mình xem là quay bao nhiêu kim cương mới đủ ý đó nha. Mình sợ là số kim cương của mình không đủ ý chứ. Mình có đủ không nhở? Mình nghĩ là đủ đấy. Ừ, đủ. Ê, lại ra cái mặt này. Từ để mình cắt xem đủ chưa. Thôi. Ui, được phép mình một huy hiệu này các bạn ơi. Tuyệt vời. Ui, mình tưởng là Dian được có vẻ cái một chứ. Ok. Ui, được chưa đâu chưa. Ui, chưa đủ. Trời ơi, kiểu nào kim cương bên server nước ngoài đắt ý. Nên là phải nhìn. Ok, 20 hiệu nữa các bạn ơi. 16 hiệu nữa. À, 8 hiệu nữa này các bạn. 10 lần cuối nhá. Giao. Úi, đủ luôn. Đó, dư 4 hiệu này các bạn. Ok, đổi luôn. X18 Gao Hoàng Hốt. Không biết là skin này tí nữa mình bắn có thay đổi âm thanh khi bắn không nhờ, kiểu nó sẽ là tiếng gà kêu chẳng hạn. Ok, và để sử dụng được cổ X18 Gao Hoàng Hốt là mình sẽ mất tầm 2 kim cương các bạn ơi. Ok, thì bây giờ là mình sẽ trang bị vào để test thử skin này để sẽ là mạnh như nào nha. Để khi nào nó về Việt Nam còn các bạn còn xem xét có nên quay hay không chứ. Đó, và các bạn đừng quên cho mình xin một like về kênh và đừng quên bật chuông ký nhận thông báo ra video nha. Còn bây giờ thì vào trận thôi nào. Má ơi, cầm mình con gà nhìn khổ lắm ghê, bóc cổ lắm à. Úi dùi, trận này không có X18 rồi đấy các bạn. Và các bạn biết gì không, mình vừa kênh thế giới bất ngờ là mình gặp một team Việt Nam luôn đấy các bạn ạ. Và có một bạn mình rất là quen luôn, mình hay gặp ở xe Việt Nam ấy, đó chính là bạn Sam kia, kiểu toàn gặp ở thách đấu Việt Nam ấy các bạn ạ. Bất ngờ gặp các bạn này cũng đang leo lên PC ở Thái Lan ấy, kiểu như là mình có duyên các bạn Việt Nam bên sẻ ở Thái Lan hay sao ấy các bạn ạ. Trước mình cũng gặp một bạn là Eri bắn AWK mở rất là hay rồi, bây giờ là lại gặp một team Việt Nam luôn nè. Thôi chắc là bắn nốt trận này đã, tí nữa sẽ trận sau kiếm X18 sau nha. Trận này không có rồi các bạn. Trời ơi, cái lúc cần thì không bao giờ ra đâu nhá. Kiểu gan nào bị thế mà các bạn ơi. Kiểu cái lúc mình cần súng đói không bao giờ ra đâu. Cái lúc không cần thì cứ ra mãi. À không, X18 thì mình lúc nào cũng cần ý. Bởi vì là X18 mình biết bắn mà các bạn, mình bắn quen X18 rồi. Dạo đây là mình cũng hay bắn X18 nữa. Và bất ngờ là server Thái này có ra mắt cái skin X18 khá là thú vị, khá là hay luôn. Nên là mình test sớm cho các bạn xem luôn nha. Để khi là về Việt Nam để các bạn cân nhắc có lên quay không nhá. Đó, thì nãy là mình quay khoảng tầm 2 kim cương thôi các bạn ạ. Nói chung là cũng rẻ, không có đắt lắm ý. Nhưng mà kim cương PC này mình nạp rất là đắt đấy các bạn ạ. Thì kiểu như là nó không giống Việt Nam ấy các bạn. Việt Nam nạp thì còn ok, nhưng mà bên này nó cứ hút máu kiểu gì ý. À nhưng mà quay sự kiện cũng dễ ra nha, không đến mức hút máu lắm. Ok, thì từ má mình được kia bán ghê lắm rồi các bạn ạ. Kiểu như là ghép trận PC này toàn gặp thách đấu top server thôi à. Kiểu nó cứ bị tranh lệch rank kiểu gì ý. Giống Việt Nam 10 năm trước ý. Ui, túi rồi, từ. Này, ui rồi bay đầu. Ok, gạt luôn. Rồi, ui, có vẻ lật được đấy các bạn ạ. Ui, thắng được. Mình tưởng là team mình chết pha này ở trước nhưng mà vẫn thắng được. Ui, bạn kiểu ăn xong 1500 rất là ghê luôn nha. Rồi, quả này không thắng hơi phí, kiểu gì chả thắng. Úi rồi, ui bạn kiểu ăn xuất gần 3 luôn. Tiếc quá, đeo bản X18 mà trận này không có ấy. Mong là trận sau sẽ có chứ mà bảo không có rất là tệ luôn nha. Ui rồi, này. Má bạn thiếu toàn máu vàng thì các bạn không vào đầu viên nào luôn ạ. Cứu là sao được. Ui, thằng này máu đỏ này. Không bú thằng kia tí, thằng kia toàn máu vàng ấy. Trời ơi. Ok, hai mạng rồi này. Thì bây giờ đúng rồi, ra cứu luôn. Ra cứu phát là chết luôn đấy các bạn ạ. Hai người hay đấu này mà. Ui, có vẻ là bọn nó ở bên dưới hết rồi ý các bạn ơi. Úi dồi, bạn kia bạn nhảy ra phát chết luôn kìa. Không sao. Quả này thắng được mà các bạn. Không sao. Thắng được. Ui, bọn nó trong nhà này. Ok, vào luôn đấy các bạn. Ui, kìa bạn kia nó rồi. Này. Team địch toàn thách đấu nhưng mà không sao, team Việt Nam ăn được, là sao mà ăn được team Việt Nam. Ok, cầu lên nha. Ui, nó đẩy qua luôn này. Ai, cả team nó này. Trời ơi, bọn này chơi kiểu gì vậy trời. Cũng may là mình có Tatsuya đấy các bạn, không qua đó là đi rồi đấy. Trời ơi, nó lao cả lũ sao luôn ạ. Thế bầy đạn vậy trời. Này. Úi dồi ôi, ok đây.
Nào, trời ơi, đẩy cả lũ sang đây đi. Hùa cả lũ sang đây đi. Trời ơi. Ok, còn một thắng nữa thôi các bạn ạ. À. Ok, còn lại thắng rồi. Này này, ui, nãy giờ không được qua kill nhưng mà được chiếc 1 kill cũng ok rồi. Thì bây giờ sẽ sau kiểu X-M8 nha. Đấy rồi, trận này có X-M8 này cuối cùng cũng có hỏng vãi. Má ơi, team địch toàn thách đấu kìa. Trời ơi, sợ thế nhờ. Nhưng mà không xa, các bạn nhìn chuỗi team mình này, đủ để giữ sự xử team địch chưa? Nhưng mà công nhận là hôm nay có duyên thật. Tự nhiên mình và các người dưới phải gặp team Việt Nam luôn đấy các bạn ạ. Đó, có team chơi cùng thì cho đỡ gắt đấy các bạn ơi. Bởi vì là bắn gặp ngẫu nhiên bên server này gặp toàn bot team mình thôi. Còn team địch thì toàn thách đấu đấy các bạn ạ. Rất là chênh lệch luôn ý, nên là rất là khó thắng luôn ý. Mày bắt lạt ai cơ? Đấy 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 đấy. Này này này, ok, Subi tới cứu giải cứu thế giới. Còn đứa cuối thôi, cố lên nào. Mình tin là sẽ thắng được mà, không có chuyện thua đâu. Wow, wow, đâu nhở? Hình như là chỗ kia. What là sao à? Vãi, mình tưởng là vẫn đằng kia chứ. Quay lúc nào vậy trời, chỉ rồi bất cẩn quá. Ai ai à, vãi hả, nó cầm lưỡi hái chấm chuẩn quá. Thua ra đầu, chẳng có tiền mỗi x vượt tả với các bạn. Đây là bán tạm lục bạc nha. Ui rồi. One shot, ui giời ơi, bắn vừa cũng trúng nè. Thì bắn lục bạc mù mắt lắm luôn á, được pha trúng cũng ok phết. Ui, team mình thắng được cái round này nè, ok, cố lên, cố lên. Từ 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 từ, ôi trời ơi, trời ơi, nó bắn chuẩn vãi, mình bắn trả trúng bên nào này. Ok, thắng đề thì nó có tiền mua X-M8 nào. Bắn lục bạc mù mắt quá. Đấy rồi, và đây là X-M8 gao hoàng hốt nha. Một khẩu súng có hình giao diện một con gà ấy các bạn ạ. Trông khá là bựa, với cả là skin này có chỉ số là chính là tăng 2 tốc độ bắn và tăng 1 xuyên giáp. Ui, tăng tốc độ bắn cũng khá là ngon nhờ, bởi vì là Free Fire thì mình thích những khẩu súng kiểu tăng tốc độ bắn đấy các bạn ạ. Bắn rất là nhanh luôn ấy, và cũng có tăng 1 xuyên giáp nữa, thì bây giờ là mình sẽ test thử nha. Ok luôn. Nhưng mà không biết là khẩu này là có kiểu thay đổi âm thanh khi bắn không nhờ. Chắc là không được các bạn ạ. Không giống khẩu ấy, con si ba ấy. Ừ, nếu mà có thay lại hay quá, từ để xem địch ở đâu thì bắn thử nha. Ui ôi, địch nó chạy đâu hết rồi nhờ, có khi đi móc đấy các bạn ạ. Mình đang đoán là thế đấy, biết ngay mà, đi móc này. Ui, khẩu này tiếng vẫn vậy các bạn ơi, nó không có thay đổi gì về tiếng ấy. Nhưng mà trời ơi, bọn này nó cười lên cả team mình luôn này, bắn ác vậy. Bạn rank thì chỉ xe vào thế này này, siêu siêu khó luôn đấy các bạn ạ. Không biết là những người mới chơi mà chơi PC mà ghép mà gặp những thanh niên top server như này, không biết bắn kiểu gì đây nhờ. Mấy thanh niên này bắn rất là kỹ năng, kiểu như là ảo kiểu gì ấy các bạn ạ. Di chuyển rất là điêu nghệ luôn ấy. Ui, nhưng mà team mình chết rồi này. Ui trời ơi, vãi. Mình không ổn quá. Ui dồi ôi, quáng lật kèo như các bạn ơi. Không muốn để thua đâu, thua là mất tí chuỗi đấy. Đây có một tí chuỗi mà các bạn. À đây đây đây, này này. Ui dồi ôi, nhưng mà khẩu này đáng lẽ về là thay đổi âm thanh khi bắn nó sẽ hay hơn thì các bạn, hoặc là kiểu cái tiếng gà kêu chẳng hạn, nhưng mà nó chả thay gì luôn. Rất tiếng bình thường ấy các bạn, không giống cái khẩu bổ si ba ấy. Ui trời ơi, thề mình nốc nhiều quá à. Trên server này mình nốc nhiều vãi, chẳng được thể hiện mấy các bạn ơi. Bắn kiểu căng căng kiểu gì. Ok, sao cố lên nha. Không biết là team mình có lật được không nữa, mình sẽ cố gắng lật nhá. Và các bạn đừng quên bấm like để cổ vũ team mình nha. Và team mình sẽ cố gắng lật nha. Ok. Từ. Sức mạnh của người Việt Nam. Tự nhiên gặp trên cây dưới. Úi giời ơi. Ok, lật theo thôi nào. Không biết là sắp tới có sự kiện gì mà Gana lại ra mắt skin X-M8 gao hoàng hốt nhỏ, lại liên quan đến con gà nhỏ. Ừ, năm này năm con rồng mà sẽ không ra skin X-M8 rồng gì đấy đi. Không ra skin nâng cấp X-M8 rồng mới đi nhỏ. Ừ. Từ, trời ơi, nó bắn phát mình nốc luôn đấy các bạn ạ. Cố lên nào, lật kèo được mà. Úi giời ơi, ba bao này này, cố lên. Bây giờ mình phải là cẩn thận nha, không để nốc nữa nha. Không là bọn này nó thắng đấy các bạn ạ. Mình muốn là team Việt Nam mình thắng cơ. Úi giời ơi, bay đầu luôn. Ui, từ UAV trên đầu này, phà đã. Ui ôi. Con gà nó ngẩng đầu lên trời thì buồn cười vậy. Từ. Mày chạy đâu? Sao đâu đâu vào tướng cái này chứ. Mình sẽ tình bạn chỉ được chiếc cầu thang cơ. Nhưng mà tí nó ngắm cái đứa đã ở dưới các bạn ạ. Ngon lành luôn. Ái cha cha. Sợ liền. Rồi quả lại thắng với các bạn ơi. Hơn người liền. Ui có vẻ là team địch nó kêu bị tan ra ấy. Các bạn mới được nơi thành ra là dễ thắng ấy. Ôi còn một đứa cuối trên nhà gà thôi. Trời ơi, quả này thắng là cái chắc rồi ấy. Vô tại là mình chưa có test được khẩu X-M8 nhiều ấy. Có tí nữa mình sẽ chơi tập trận nữa nha. Nếu mà gặp X-M8 nữa thì mình sẽ bắn tiếp X-M8 nhá. Ok. Rồi thắng rồi các bạn ơi, mày cứ vẫn giữ chuỗi. Hai ra đầu mình tạo quá ấy, mình ra phát chết luôn đấy các bạn. Nên chắc là mình sẽ cắt vào hai ra đầu đi để ra bản X-M8 này thôi nha. Và mình sẽ cố gắng tạo highlight ở pha này nhá. Ok, ui rồi. Này này. Ui ôi. Thế ở bên server này mình bắn nó kiểu gì ấy các bạn, là bắn tất máu vàng ấy, khó kéo đầu vãi. Không hay là do cách di chuyển của team địch nó kiểu nghệ quá nhờ, khó bắn vãi. Ui dồi, kìa không được kill nào luôn ạ. Ok còn được cuối.
Đâu rồi cơ hội của mình chạy được một kill chứ, nãy giờ chưa được kill nào luôn. Má ơi, nãy giờ là kiểu toàn sởi giáp, toàn đục lát giáp địch ý, nhưng mà chạy được kill nào luôn. Ok, cái này sẽ là kill của mình nè. Ây dạ, trời ơi, khéo mình thành kill của nói chứ. Nào, bà bò đi. Úi dồi, vãi thắng rồi á. Cố lên nào, chỉ cho phép là team bị thắng 2 round ấy nha, không trở lên 3 round đâu chứ các bạn. Ôi trời ơi, chạy qua nè, chạy nữa nè. Ở đâu có chạy đâu là đứng im mà, nhưng mà vấn đề là khẩu này bắn rất là nhanh nè, rất dễ kéo đầu ấy các bạn ơi. Cũng ok phết chứ bộ. Ok, kiểu khẩu này mình quay cũng có 2 nhúng cơ ấy, vừa rẻ vừa cũng ngon. Này này, ui từ từ, kiểu nó bắn nhanh như khẩu gì nhờ, khẩu X18 nâng cấp ấy các bạn ạ, cảm giác như là vậy. Ui dồi ôi, xin được chiếc một kill rồi đấy. Giá như khẩu này thay đổi âm thanh như khẩu 101C3 là ok, kiểu như là có tiếng gà kêu cho nó hay các bạn ạ. Ui từ từ từ, ui nó cầu AFK mở, ui dồi ôi, may quá, xít chết. Ui, team mình gần thắng rồi đấy các bạn ơi, ghê quá. Ok, mong là team mình thắng luôn 4-2 nha, đừng biểu lật kèo nữa nha. Rồi thắng rồi các bạn ơi. Nhưng mà nhìn ngoại hình siêu bự khẩu này thì chắc chắn là khi nào về Việt Nam là mình sẽ săn rồi ấy các bạn ạ. À. Bởi vì là không thể bỏ những cái skin kiểu như là lọt tấu hại như này. Kiểu không ra súng ấy các bạn ơi, nó cái hình kiểu gì ấy. Ok, kiểu như là súng lay động vật ấy các bạn. Ok, đấy này. Ui rồi bắt tay máu vàng nhở. Ui, hôm nay mình hỏi X18 kiểu bù mắt kiểu gì. Kéo chả bao giờ lên đầu luôn nha. Kéo nó toàn máu vàng kiểu gì ấy. Ok, bây giờ là cẩn thận nha các bạn ơi. Ha, bên kia. Ôi sao là xuống qua hỗ trợ bạn kia đi. Ui. Ui, sợ lắm nha, các bạn nó bắn AFK mờ chuẩn lắm ấy, nên là mình phải cẩn thận nhá. Ok, qua đây hỗ trợ bạn kia, nhưng mà bạn kia chết rồi mà quên mất. Ui, nó cũng nó hồi này. Ok, rồi cố lên nhá. Nào, cho gà xin một kill nào, cho gà hoàng hốt xin một kill cuối nào. Ok, thắng rồi các bạn ơi. Rồi, nãy giờ là leo cùng team Việt Nam chiến của các bạn ạ, toàn chuỗi là chuỗi rồi, không biết là thua là gì luôn. Ok, chắc là video này mình dừng lại thôi nha các bạn ơi. Chủ yếu là video này mình test sớm cái skin X18 gà ngốt cho các bạn trước khi ra bản gì Việt Nam ấy. Và đừng quên cho mình xin một like ở kênh nha. Còn bây giờ thì bye bye.